À, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV chấm phần truyền hình trực tiếp Diablo 3. Nãy các bạn đi học vui không? Ngày mai là thứ bảy rồi đó, có ai được nghỉ không? Cuối tuần nữa rồi, chúng ta thấy rất là khỏe khi tới cuối tuần. Gần thi rồi hả? Gần thi chúc bạn thi rớt. Còn những người khác thì thi đậu. Rồi, và trong tập trước chúng ta chuẩn bị chơi một con Necromancer mới. Thì mình sẽ cần phải nâng cấp mấy cái viên ngọc này để chúng ta có thể nâng cấp nó lên một cái cấp độ, hủy đi cái cấp độ 70 cho những món đồ. Và ta đã sẵn sàng. Bây giờ mình đang cần tiền. Chúng ta chỉ còn có 36 triệu thôi. Ta sẽ sử dụng cái nhẫn Puzzle Ring để đi vào cái vô. Vào đây làm gì? Vào đây kiếm tiền chứ làm cái gì? Ở đây là chỉ có tiền thôi. Rất nhiều tiền. Quá đã. Đi đâu cũng thấy tiền. Ồ, con này luôn ta. Đã nha. Mấy cưng này không chạy được đâu. Ở đó mà chạy. Chết sạch chưa? Ê, nó chưa chết sạch, cái đằng kia còn kìa. Ta phải hạ gục hết thì chúng ta mới được đồ này nọ. Đằng này còn mấy con. Ê, trước khi nó dịch chuyển đi, ta phải hạ gục nó. Phải đảm bảo là giết sạch hết thì mới được. Có lời rồi đó. Một lần mở vô ra như vậy là quá ngon rồi. Đây là gì đây? Quá chừng đồ luôn. Nhẫn hả? Puzzle ring tiếp càng tốt. Không có gì đặc biệt. Và có con goblin. I need more time. Darkness awaits you. Treasure Goblin. Chàng bám kêu nhiều quá. Bang. Goblin. Còn kìa. Ai không thi thì cười một phát. Không thấy có goblin. Mở cửa. Ra đây cưng. Rồi nó đập bể cái gác chân luôn. Gì đây? Joy Secret. Chết tịch lên tên hả? Tiếp tục. Trên mút fail. Dưới cái cổng ở đó rồi. Thoát ra. Chừng nào chơi Legend of Zelda Breath of the Wild. Chừng nào có ai gửi cho mình cái máy Nintendo Switch đi rồi chơi.
À, gửi Nintendo Switch rồi, gửi luôn game càng tốt. Chừng nào mới có đại gia donate Dark Souls 3 hả? Dark Souls 3 còn chưa ra. Ây, quên đổi build. Build này khó. Build này đi cái này hơi bị cực. Cũng mạnh nhưng mà cực. Not enough hatred. Not enough hatred nữa chứ. Let's shark. Còn sót lại gì ở đây không? Bỏ cái này đi. I'm still waiting. Need more time. Có còn boss. Not ready yet. One shot nó luôn. Xuống bên dưới, tiêu này đánh từ xa không tốt. Nên đổi sang multi shot. I'm still waiting. Cả đây cân. Nhiều quá vậy. Ồ quên. Thoát ra luôn. Nó cứ đẩy đi qua mấy mạng khác hoài. Ta ở màn 1 là được rồi. Chúng ta đang kiếm tiền. Oh yeah. Bắn cái này. Bắn cái này, bắn mấy con này nó mới nhanh. Nó không có chạy đi đâu được hết á. Chạy cho nó gọn. Need more time. Legendary Chasamore. Not ready yet. Nó có con goblin bên này. Thiệt là kêu được Baron kìa. Con đó cho tiền. Chỗ này đang coi thử còn sót gì không. Không có. Lại nữa, đã nha. Titan Quest hả? Chắc tới hè năm sau chơi. Ấy, còn một con. Yet.
Quên, chỗ này phải lấy cái speed farm build đi cho nó nhanh. Build này thì phải tránh xa nó ra. Chúng ta về giải đồ ra coi thử. Nãy giờ mình từ mấy chục triệu lên 300 triệu rồi kìa. Chúng ta mới đi có 5 cái thôi nha. Đã chưa? Vagilant Bell. Có gì đặc biệt trong mấy món này? À, Demon Machine. Fletcher Prime. Chỉ có Demon Machine là đặc biệt. Ta có thể sử dụng nó để ép. Ta mới có Demon Machine đúng không? Chính xác. Hôm qua có 600 triệu. Làm gì bay hết. Nâng cấp ngọc. Empower rip lên nâng cấp ngọc bay hết trơn. Ta có 3 viên 20 ở đây nè. Ghê chưa? Qua đây. Mở tiếp lên nào. Ta đi 5 cái nữa đi. Quên. Đi về đổi cái speed build. Đi cho nó nhanh. Cái đó lụm tiền này nọ nó speed farm build. Ok. Vậy mới gọi là đi nhanh nè. Rồi bật lên và bắn thôi. Chúng ta lụm tiền rồi hả. Nó sẽ giúp cho mình mở rộng được tầm lụm. Nên cứ việc bắn thôi. Khỏe hơn nhiều. Còn đồ thì chúng ta phải tự lụm. Đồ thì đơn giản. Con nói cho ngọc. Sau khi phá hủy được mấy cái đồ. Hôm qua chúng ta đã chuẩn bị được 3 viên ngọc để có thể nâng cấp được 3 món đồ trở về cấp độ 1. Thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm 3 viên ngọc nữa để nâng cấp đồ trở lại cấp độ 1. Để con Necromancer nó thật là nhanh tăng lên cấp độ 70. Cứ lên và chiến đấu đi. Cái này đi hơi chậm. Ta ấy. Ẩu thật. Ẩu thật. Sao còn thằng đó nữa? Chắc nó bị biến gà mà. Một đập. Chết ngắt. Căng thẳng. Chỉ có một đập thôi. Sao màu xanh hả? Thì tùy thuộc theo bạn chọn cái rune của nó là loại gì. Nó có màu khác nhau. Ví dụ như cái rune multi shot thông thường là bắn theo lửa. Còn cái này mình bắn băng. Thành ra nó có màu khác. Rồi build này build speed farm. Nữa rồi. Thiệt là. Vụ này không vui nha. Thấy ghét.
đập chết mấy lần rồi đó. Chết sản. Bill này yếu quá, vô đánh con nó chịu không nổi. Cái bill này để dành đi nhanh thì được, chứ mà đi kiểu này đập chết. Sao nó lắc lắc vậy ta? Pin 250, hỏi sao không lắc? Bởi vậy pin nó phải 100 mấy thôi, lên 300 mấy luôn kìa. Cái gì? Căng quá. Pin 300 mấy luôn. Rồi, chiến đấu được chưa? Vậy thôi đó, đâu có cái gì đâu mà để nó đập chết mấy lần. Yeah, chúng ta giải đồ ra thử coi. Gì đây? Món này bỏ hết đi. $400 triệu có lẽ đã đủ tiền rồi, không cần phải xài cái mớ này đâu. Ê, chúng ta hãy nâng cấp 3 viên này lên thật nhanh. Rector Rip 70. Diablo không bao giờ bán trên Steam hết á. Đi. Nó lại lắc ngay cái thời điểm này nữa chứ. Thiệt là khó hiểu. Hai con boss luôn. Nó rớt đồ xuống kìa. Chém gió à. Thần khẩu hại xác phàm. Chết là uổng lắm nha, cho nên không có được để chết. Định lại rồi kìa. Ổn định lại là không sợ cái gì nữa hết. Chúng ta đang đi với tốc độ rất tốt. Ghê không? Bưng cả tô cơm ra đây ngồi ăn nữa. Coi chừng đau bao tử đó bạn ơi. Ê, nó bắn cái gì mà một phút máu ghê vậy? Xuống tầng 2 coi. Ôi, bởi vậy hả? Pin 300, thiệt khổ. Ta phải sống chung với lũ. Ở bên server Asia đó, chúng ta chơi toàn với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thôi mà. Mà nhiều nhất là Trung Quốc với Hàn Quốc.
không thể nào đi bạc ti được hết á. Bởi vì mấy người đó một là chém tiếng Trung, hai là chém tiếng Hàn. Mà kiểu kiểu như thấy chúng ta yếu yếu á, là họ sẽ gõ một mớ tiếng Hàn hay mớ tiếng Trung. Khi không thấy chúng ta trả lời, họ sẽ gõ tiếng Anh. Escape à, yêu cầu chúng ta đi ra á. Có cần phải vậy không? Còn không á, bạn sẽ gặp những cái bạc ti mà bạn yếu hơn những người ở trọng, thì họ sẽ kích bạn thẳng tay luôn. Bởi vậy mình chịu hết nổi cái server đó rồi. Cho nên bây giờ server này có lắc thì cũng vẫn cứ chơi. Server bên kia chơi thêm bực. Server bên kia đi toàn solo không à. Không thể nào đi bạc ti được. À, thằng này hả? Crusader King. Nhanh lên, nói nhiều quá à. Tôi chỉ cần nâng cấp 3 viên ngọc thôi. Hai mươi lăm là được. Nói chung chơi server bên kia không thể nào đi bạc ti được. Nếu bạn mạnh thì bạn mới có thể đi bạc ti, mà còn yếu yếu là không đi được. Bên này thì chúng ta thấy mấy lần trước chúng ta có gặp người mạnh hơn rất là nhiều luôn, nhưng mà họ vẫn bình thường, họ vẫn carry chúng ta. Cái cửa luôn. Oh yeah. Oh. Bạn ơi ổn định lại giùm đi. Đừng có lắc nữa mà. Lắc nữa thiệt là mệt. Có 3 viên ngọc thôi à, up được 1 viên rồi, còn 2 viên nữa. Cho tôi up luôn đi. Ê, cái con đó nó bắn chết đó. Chỉ cần nâng lên cấp 25 là đủ. Cái lắc ở đây là server của Diablo nó lắc, chứ không phải là stream nó lắc. Dưới này có gì không mà sao quái đông vậy? Đường đi nữa hả? Đi lên được, đi xuống cũng được nữa hả? Hay vậy? Một lời khuyên cho bạn, đừng bao giờ đi mua game ở shop. Chẳng cần biết cái shop đó nó có nổi tiếng hay không nổi tiếng. Bởi vì bạn mua ở shop là bạn sẽ mua mắc hơn khoảng 10%.
Thông thường thì nên mua trên Steam. Steam bán nhiều nhất, vậy thôi. Nhưng Diablo thì không bán trên Steam. Blizzard.net. Bán xong 25 chuyển sang Necro chơi. Ừ. Hết lắc rồi kìa. Bên nó tốt trở lại rồi đó. Vừa mới nói nó lắc cho chết luôn. Chưa đó mà hết. Ê! Thiệt là nó lắc cái nó hút mình vô luôn mới giữ. Hamelin đứng từ ngoài bắn nó. Hay quá. À, đúng lúc cái Let's see the gem. I need to go back. Chúng ta lên được thêm một cấp nữa. Còn 4 cấp độ nữa là được 800 Paragon rồi. Có nên đi cho đủ 800 Paragon không ta? Sao không chỉnh game mod trong tập cuối của Rider K để đi qua? Một điều rất là đơn giản. Tại vì chúng ta cũng kết thúc rồi. Nó cũng không có lý do gì. Chúng ta cũng đâu cần phải đi về làm gì. Miễn sao chúng ta kiếm được cái flash drive là xong rồi. Với lại game mod, game mix gì đó chỉ tạo cho cơ hội cho những kẻ trục lợi. Nói chung là có những người chỉ cần ngồi đó soi, tìm thấy một cái gì đó nó có thể trục lợi được, có thể hạ thấp uy tín của người khác là họ vui rồi. Rồi xong bình luận ở phía bên dưới, những người khác á, có những người đâu có coi đâu. Vô cứ thấy bình luận vậy cái ai vua theo. Chúng ta sẽ phải đi clip cao hơn nữa thì mới nhanh lên 800. Ê. Wow, sao lưng nó còn mấy con boss nữa. Có thể đi xong clip này chúng ta lên 797. Ở trên đời này làm cái gì cũng bị chửi. Hạn chế được thì cứ hạn chế cho nó khỏe thân bạn ơi. Với lại cái tốt nhất là đừng quan tâm. Chỉ quan tâm đến việc là nó ảnh hưởng tới những người xem chân chính mà thôi. Diablo 3 lên level nhanh. Bạn cứ thử đi level từ 1 tới 70 mà không có bất kỳ một món đồ tăng cấp nào hay là
bắt đầu lại season mới đó mới thấy được cái cảnh. Tại vì season này mình không có bắt đầu ngay từ đầu, mình không có truyền hình trực tiếp ngay từ đầu á, mình chỉ stream ngay từ lúc mình đã mạnh rồi. Trực tiếp ngay từ đầu chắc có người coi không nổi. Mai thứ bảy anh có đi làm không? Hên xui. Đó, có con boss ở dưới. Bắn nó là xong. Chà, con này hả? Chất độc. Mẹ nó. Nó quăng chất độc. Chúng ta đã sẵn sàng để qua chơi Necro. Đợi season 13 hả? Season 13 chắc phải qua năm sau. Impressive. Chúng ta lên 797 rồi đó thấy không? Wow. Đã mắt chưa? Giờ có thứ gì không? Cái này thì sao? Dở. Ủa, cái đó mình ép chưa ta? Đang sưu tầm cái này. Hình như là ép xong hết mấy cái đó rồi. Chữ V đúng không? Chữ D. Nó đây, hai cái đó chúng ta đã có rồi. 150. Bỏ hết những thứ này đi. String up ear hả? Wow, Deadman Legacy cơ, 900 mấy luôn. Nó tốt hơn cái mình đang xài. Ta sẽ coi thử coi nó mạnh hơn tới cỡ nào. Deadman Legacy, Attack Speed, Damage Against Elite 7%, Critical Hit Chance 8.5%, ngon quá ta. Maximum Discipline 10 luôn. Rồi chúng ta chỉ run lại một cái thôi. Ta sẽ Engine nó lên. Multi Shot. Đây, nó nằm trong một cái dọc rất là lớn. Multi Shot 11%. Ủa đâu phải cái đó đâu. À, mình đổi lên rồi, từ từ bình tĩnh. Và chúng ta sẽ có cái này nè. Ta cần sẽ đổi Multi Shot. Trong lúc chưa có Multi Shot, chúng ta chọn cái khác. Evasify Cluster. Area Damage cũng được. Multi Shot có nè. Có khó khăn mới có phấn đấu. Mình đi short đâu. Nó sẽ tăng sát thương của cái chiêu chúng ta đang bắn lên. Cái này là mười mấy, 11%. Thì cố gắng được 15% luôn. Tối đa càng tốt. Sentry Damage. Chạy Fan Up Knife. Entangle Shot. Hungering Arrow. Đó, Multi Shot mà chỉ có 10% thôi. Tệ quá. Khoan lấy. Nói chung là 15 càng tốt. Mà phải trên 10%. 196% gần max luôn rồi. Tốt. Một lần xoay là 1 triệu mấy. Gớm chưa.
nó không ra luôn á. Cái mình tì sót ra coi sao mấy thứ khác không vậy. Tôi muốn thấy mình tì sót hồi nãy có 10% mà ở đó 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 15% kìa. Rồi cái này mạnh hơn cái kia nhiều luôn. Chúng ta lên được chút nữa sát thương quá dữ. Mình sẽ cất cái túi này vào đây. Dead Man Legacy. Ta-da. Ta sẽ bỏ 3 viên này vào trong này. Chuyển. Sweet Hero Necromancer. Wow, Paragon một đống luôn, thấy chưa? Trong này đang có 3 viên 25. Ta sẽ có thêm 3 viên nữa. Và chế tạo một cây kiếm Bone Furious Trap. Cái này cho thêm 20% experience nữa nè. Cấp độ 50 hả? Ít vậy ta. Require 70. 50 hả? Nếu mà chúng ta chế tạo bằng con kia thì chúng ta phải xoay nó lại. Chúng ta phải deron lại. Còn một phiên mà anh bó sót. Ừ. Suy nghĩ cái coi. Để mình đi qua con kia coi thử. Chúng ta nếu mà chế tạo bằng con Demon Hunter thì mình phải ron lại mấy cái stack. Để vô chế tạo thử coi. Nói chung bộ đồ của nó là tối đa hóa cái việc tăng cái kinh nghiệm. Chúng ta sẽ lên cấp thiệt là nhanh. Torso thôi. Chest Armor. Torso. Bone. Coi thử coi. Nó là 70 hay 50? 70. Sao 50 được? 50 dở lắm. Cố gắng 70 luôn đi. Và nó là Dexterity. Ancient luôn. Kinh khủng. Shoulder. Đây. Bone Revelage. Cấp độ 70. Tốt. Cái này không có cái gì hết luôn ta. Rồi. Giờ để mình ra lại con kia. Sweet. Select. Trước khi đó hãy làm màu một chút. Gắn cánh vô coi. Collection. Lấy cái cánh của con Necromancer đeo vô. Equip Portrait Frame Paragon. Và chúng ta sẽ đập bỏ cây kiếm đi. Tại cây kiếm này có 50. 700 Vitality. Đập đi. Injury attack speed nữa kìa. 1, 2, 3. Và để đi run lại cái stack cái đã. Nâng Paragon. Maximum. Rồi nâng cái này luôn. Nâng cái gì đây? Necromancer này sẽ nâng theo dạng gì đây? Pestilence hả ta? Hay Copland? Nâng kiểu gì đây? Chắc nâng Copland Pestilence quá. Pestilence thì chúng ta sẽ ưu tiên cái gì? Utility, Area Damage, Life Per Hit, Resource Cost Reduction. Còn dư lại này một chút. Defense, Áo Giáp, On Resist và Life Regeneration. Đây là cooldown trước đi. Critical hit damage, critical hit chance. Và khoan, attack speed cũng được. Bao mạnh luôn. Mới vô vậy là quá tuyệt rồi. Land of the Dead. Level 1 làm gì có Land of the Dead.
Ta sẽ run lại cái này. 449 hả? Ít vậy. 400 nãy chín mấy luôn á, 494 kìa. Intelligent tuyệt vời. Và cái này thì mình lấy dòng này. 469. Run tiếp cái nữa coi. Rồi cơ bộ không ra nổi. 940 Dex. Đó làm sao cho nó. Ồ 975 Dex luôn. Tuyệt vời. Bỏ vô. Cấp độ 1. Bum. Level 1. Siêu bá đạo. Anh có thích tower hay không? Không. Bận lên. Ôi coi máu nó tụt kìa. Đi hồi máu cái coi. Coi bộ đồ kìa. Dữ. Oh. Can traveler. Đâu rồi? Chỗ nào hồi máu? Cái này chơi. Chỉ chế tạo cái nón làm gì ta? Bậy rồi. À, chế tạo cái tai mới đúng. Sao không ai nhắc tôi hết trơn vậy? Thiệt là chế tạo cái tai mới đúng. Đó chúng ta sẽ phải chế tạo cái tai. Bracer. Club chứ. Club. Thiệt là sáu mươi hai in can fade đúng không, can destiny chế tạo cũng lộn nữa. Thiệt. 70 rồi, hiểu rồi đó, hiểu rồi đó. Đi 5 rip nữa. Thiệt là tự nhiên quên mất cái vụ đó, chúng ta phải chế tạo cái tai chứ không phải là chế tạo cái nón. Cái nón sẽ xài cái kia rồi. Ta có 1200 lớp sát nữa chứ. Xài bớt coi. Bây giờ ta cần cái gì? Quần đùi hả? Mua hết luôn đi. Thì các bạn thấy nó vướng lại với nhau, các bạn phải nói sao có hai cái nón chẳng hạn. Phải linh động lên chứ. Đi, nhanh. Chúng ta đi 5 cái 70. Để nâng cấp cái gem up array lên lần nữa. Khi nào được nút vàng đi rồi tính. Có bạn nói khi nào anh được nút vàng anh hãy mở tổ chức buổi gặp mặt fan hâm mộ. Lúc đó là mình cho các bạn cầm vàng đi về luôn á. Chẳng những đi còn được có vàng đem về nữa. Phải không? POE hả? POE là cái gì? Power of Evil. Pack of Exile. Khoái. You won't survive that.
bị lỗ diện là sao? Là có người quánh mình tới mặt mà lủng lỗ luôn á hả? Ghê vậy. Vậy ai dám xuất hiện? Chưa gì đó có người hâm đánh rồi thấy chưa? Ghê không? Hey, đừng đứng ngay đầu. Wow, ta gặp một lượt hai bên elite luôn, xém chết luôn. Hay là cái awareness nó lên kịp. Mình rất là ghét cái chuyện mà bị lắc. Bởi vì bị lắc á, không có quản lý được cái hatred này nè. Bắn một hồi cái hết mấy cái đó rồi, bắn nó bị gián đoạn khó chịu lắm. Tại vì khi chúng ta đang bắn multi shot, chúng ta phải chêm vào những phát bắn thường để hồi lại cái phần năng lượng. Từ đây tới Tết còn xa. Giáng sinh chưa xong nữa đã lo tới Tết rồi. Sao không chuẩn bị nghỉ hè luôn cho rồi. Đầu này có gì không? Không có. Ôi, có bãi nổ đạp chổng là chết. Bam em up y ra em up y đâu, cái viên ngọc đâu. Giáng sinh năm nay lạnh lắm vậy hả? Có đi du lịch đâu anh nhớ quay vlog. Cái chữ đó đọc là vlog nha các bạn. Vlog. Vlog. Nghe nó hơi kỳ nhưng mà đọc vậy nó mới chính xác. Vlog. Mà nó cũng không có nghĩa là video vlog. Việt Nam ta chế vlog và video vlog mà có em vlog, music vlog đủ thứ. Vlog là cái này ai dạy tiếng Anh tự biết đi, còn tôi không có dạy tiếng Anh, tôi dạy chơi game. Speed hả? Rồi cho cái khiên đi. Giờ này lắc mà cho cái khiên là tốt nhất á. Ít quái quá vậy. Ít quái thì hoàn thành nó chậm thôi. Đó thấy chưa? Khi mà bị lắc nó rất là khó chịu trong cái việc quản lý cái hatred. Sẽ phát nổ. À, nhờ chúng ta đi thêm 5 cái rip này nữa, chúng ta lên Paragon 800 luôn rồi. Và công việc kế tiếp là sẽ phải đi cho thiệt nhanh thôi. Hồi nãy giờ đi chậm quá, tại vì trong đó không có nhiều boss, cũng không có nhiều elite nữa.
Hồi nãy Ron được cái Deadman Legacy dữ quá. Chúng ta tăng sát thương lên Elite đúng không? Increase damage again Elite bao nhiêu? 7% luôn. Đã. Con đuôi hả? Anh thấy sự thành công của anh là nhờ đâu? Hiện tại thì mình là một trong những người phát triển lẹt đẹt nhất theo như các bạn nói. Mấy năm trời không vượt qua mốc được 200 người xem nữa mà. 200.000 sập đó. Thì sao gọi là thành công? Ghét chưa? Mà hết cái hatred. Tại lũ. Au! Nó nổ độc. Một đám. Con Necro chúng ta chưa có đi được. Tại vì chế tạo sai một thứ khiến cho mình sẽ phải đi tiếp con này. Né né ra nó nổ đầu phải chết nữa đó. Này là physical đam. Ba rip nữa. Cố gắng lên. Cái gì vậy? Đó là hổ con phù thủy. Anh Thiên giờ giọng nói chậm hơn trước. Phải không? Phải chậm hơn trước không? Tại vì các bạn nghe hồi trước á là có thể do cái chất lượng của cái mic nó không tốt nên nghe cái giọng nó như vậy. Chứ giọng mình trước giờ là vậy vậy. Shadow. Nói chung việc chúng ta làm lại ngọc này nó cũng nhanh. Chúng ta đi cái này rồi hai cái nữa là xong rồi đó. Nó quăng điện mà lắc không có thấy được cái điện đó luôn á. Khổ thiệt. Bên dưới có cái gì không ta? Oh yeah, sét đánh. Ararian Sky High. Rất tiếc là tác giả của Ararian Sky High không làm mod pack nữa. Nếu không là có Ararian Sky 3 rồi. Rồi có một thứ nữa mang tên là Skydew Valley. Hay ha. Nghe thú vị ha. Ba chàng ngư lâm Vanilla Minecraft. Vanilla Minecraft chơi tới Season 2 cảm thấy lạc lõng quá. Chỉ qua chơi mod.
chung qua tới màn này là được rồi. Horizon Sky 2 nó cũng không thật sự là làm ruộng. Có lẽ nó nên giảm bớt một số cái mod ma thuật chẳng hạn, để cho nó có mang tính chất agrarian. Nó là về nông nghiệp mà, nhưng mà nó lại có nhiều khoa học kỹ thuật hiện đại quá. Phải mà nó chỉ có Agricraft nè, rồi Bee nè, rồi gì nữa ta, rồi nuôi mấy con động vật này nọ đó, thì nó sẽ giống hơn là làm nông nghiệp. Còn đó là bầu trời công nghiệp rồi, chứ không phải bầu trời nông nghiệp. Skydew Valley không có đâu, cái đó chỉ có trên giấy dự kiến của tác giả thôi. Còn tác giả nghĩ là mod pack rồi, thành ra không có rồi. Jaded Cat, tác giả của Orion Sky. The Spy Upline. Bây giờ là phải có The Spy Upline Thấp Snail thì nó mới giống ha. Tại vì chúng ta chơi những cái khó đó quá rồi, giờ nó không có cảm thấy mấy cái kia nó đơn giản quá đúng không? Thấp Snail. Còn con bẩn. Creed Guardian is here. Thằng này nó nhảy vô nè, cẩn thận. Phải không cho nó nhảy vô. Mất phát tới khi nào bạn giàu là được. Với lại mất phát chúng ta có những cái móc, chúng ta cố gắng đạt những cái móc thành tựu đó. Thrasha. Shut up knife. Bán luôn. Necromancer cấp độ 1 cho các bạn thấy nó thảm tới cỡ nào khi mà chơi cấp độ 1. Nó không có đơn giản đâu. Đi cấp độ 1 đuối lắm. Nếu được power level thì đỡ. Wow, đã vậy. Đổi bộ kia coi thử coi. 6. Rồi thua rồi. Không cần coi nữa, thua rồi. Chàng ơi, coi nó rớt xuống cái bên cao quá vậy.
Nãy nó màu cam thôi tôi còn cố gắng, chứ mà bên đỏ là tôi buồn lắm đó nha. Mà tốt nhất là nó phải xanh. Mod pack mà không có quest chán thôi rồi. Bây giờ mod pack cũng phải chơi theo mod nha các bạn. Mod là modem á, chứ không phải là những cái từ chúng ta thường hay biết. Tại vì mod pack bây giờ nếu mà chơi cái dạng kitchen sink á, là cứ có một đống mod quăng vô rồi chơi thì nó mau chán. Thì họ cũng làm kiểu một đống mod quăng vô nhưng mà họ sửa lại công thức chẳng hạn. Đó, còn không á thì cho nó một cuốn quest book. Ê! Có chuyện chết nào. Cho nó cuốn quest book để cho mọi thứ nó thú vị hơn. Nói chung là một series nó kéo dài vừa phải thôi. Kéo dài lâu quá nó rất là dễ gây khó chịu. Trăm tập đổ lại thôi, chứ mà hơn 100 tập là thấy ngán lắm. Năm mươi tập thì hơi ngắn. Mod pack mà cỡ 50 tập thì hơi ngắn. Tại vì giai đoạn phát triển cố gắng để có được cái gọi là sung sướng thì nó cũng mất khoảng 10 tập tới 20 tập tùy theo mod pack. Ta phải được sung sướng thì chúng ta mới có thể làm được nhiều thứ. Mà cái gì nó cũng khó kiếm thì khác. Có những cái xong hết những thứ chúng ta cần làm rồi thì tiếp tục làm cái gì. Quá dài. Cỡ 100 tập là được. Rồi con này nữa hả? Con này cũng khó chịu lắm nè. Có mod pack nào thiên hẳn về ma thuật hay không? Có. Mod pack của 1.7 hay 1.10? Mình đang hỏi bạn để biết mà còn trả lời. Tại vì hai mod pack đó, mod pack của 1.7 khác, 1.10 khác. Chỉ có điều đáng tiếc là Tom Grab nó không lên được tới 1.10. Tom Grab tác giả chắc hết rồi. Tác giả không làm nữa rồi.
Cẩn thận mấy cái quả cầu đó, nó bay ra, nó bắn pháo. Chúng ta sắp được 800 Paragon rồi. Hell Lion, chạy nào. Paragon Portrait. Anh chỉ cách sửa công thức. Sửa công thức thì nó phải có một cái mod khác thì nó mới sửa được cái công thức ở trong cái mod pack đó. Nó không khó, nhưng cái là bạn phải hiểu bạn đang giết cái gì ở trong. Nó gần gần giống như là bây giờ bạn tự viết công thức mới, nó sẽ cần những thứ gì để cho nó ra cái gì. Nó sơ sơ là như vậy. Còn mình thấy có nhiều người cũng hướng dẫn mấy cái đó mà. Có nhiều người còn hướng dẫn làm cả mod pack nữa kìa. Các bạn cứ lên coi. Người ta chỉ sẽ rõ ràng hơn. Oh yeah. Nó đánh sét. Nguy hiểm quá. Mấy cái sét đó dễ chết lắm. Code khác. Nhưng mà cái đó nó không phải code. Nó cũng đơn giản lắm. Và ví dụ như chế tạo một cây đuốc và cây thoát chẳng hạn thì cần phải có than với cây stick chẳng hạn đó. Chúng ta sẽ cần hai thứ đó. Thì chúng ta phải giết cho đúng. Nói chung là vậy. Chỉnh công thức mà chỉnh đổi cái này được kim cương, đổi cái kia được kim cương thì chơi làm gì. Ra nào, nó poison nova kìa. Ê, nó băng độc kìa. Nó muốn mưu sát mình kìa. Ta né kịp thời, khiến cho việc nâng cấp ngọc của chúng ta không bị gián đoạn. Stone of Jordan, physical skill, damage against elite. Oh, ngon quá ta. Stone of Jordan, strong arm bracer. Cái đó ép chưa ta? Rồi. Chế tạo cái găng tay hả? Chế tạo rồi. Chúng ta chỉ việc qua con Necromancer thôi. Giờ ta hãy bỏ viên ngọc vô cho nó. Đi, qua Necromancer.
Đây là cái tay. Áo có một lỗ à. Quất cái này vô liền. Quên, cái này chỉ bỏ vô cái nhẫn thôi. Tuy nhiên quất kêu trọng. Chúng ta sẽ cần phải có cái nhẫn này có lỗ. Đi ron cái lỗ lại. Xong. Cấp độ 1 đó nha. Đi ron cái lỗ lại trong cái light per hit hả ta? Light per hit. Oh yeah. Ok. Level mấy vậy? Thọ minh 6 càng tốt. Chúng ta sẽ lên cấp rất là nhanh. Coi thử coi. View profile. Chỉnh đồ kỳ cục vậy. Thọ minh 6 càng tốt. Ây da. Thiệt là power level. Help me. Help me. Oh yeah. Oh yeah. Ôi, bon armor lên. À, thấp nạt nó yếu quá. Rồi có lết rết chưa? My master would take pride in this. Help me. Power level kiểu này nguy hiểm quá. Ây ây, đạp vô chấm chết nha. Chết nữa. Mẹ không kịp. Tiếp tục, tiếp tục. Tại vì mình đang bận đồ tăng cấp độ, tăng experience, cho nên chúng ta lên cấp rất là nhanh. Người ta power level nó cũng dễ nữa. Power level là cái hành động đang làm nè, giúp chúng ta lên cấp. Toàn là đồ tăng kinh nghiệm không à. Experience đâu, bonus experience 203%. Ghê chưa. Oh yeah. Lỗi chậm chi vậy. Gì level 17. Level 47 rồi. Các bạn không thấy hả? Nó bị chậm, nó không cập nhật nổi đó. Level 47 rồi. Thấy không? 48 kìa. I have long wait. 49. Người ta nó bị lắc á, nó tẩy ra lên cấp nhanh quá, nó cập nhật không kịp. On armor vô cho cứng một chút. 50. Người ta còn xác lập kỷ lục đây kìa, chỉ trong vòng 1 phút 30 giây người ta lên từ 1 tới 70 luôn. Cái này là cái gì ấy da? Cứu tôi với. À, chúng ta nên đứng xa xa chỗ nào đó đã thật sự an toàn. Chỗ đó không an toàn tí nào hết trơn hết á. Có cái kiếm.
độ 52 rồi. 53. Vậy mới gọi là power level chứ. Ai ai ai. Không chơi. Bon armor. Để cho tụi đó nó đánh đi. Chúng ta chỉ cần đi sát sát vô là được. Hãy cẩn thận. Ghê quá. Chúng ta rút xương của mấy con quái. Bảo vệ tôi. 57 rồi, cố gắng lên. Army of the Dead. Level 6 mấy mới có Land of the Dead. Bum bum bum, banh sát con kia luôn cho coi. Banh sát. Đó, Paragon 800 rồi mà. Ê, không chơi nha, ở đó mà hút máu, hút này nọ. Hút hoài. Thiệt mấy này. Hút máu hút được, hút hoài. Ta nằm 60 rồi, 10 cấp nữa. Có người power level dùm sướng quá. Ê. Đông quá mà nó không có dọn dùm khu đó. Chọn tiếp dùm đi. Đi hết cái này chúng ta sẽ lên được cấp độ cái... Hết không ta? Còn quái không? Hay mở hết bản đồ rồi. One more run hả? Chắc vậy quá. Samba. À, nó còn chỗ kia kìa. Còn chất độc không? Giờ này nó mới hiện level 27 lên không. Xuống. Rồi lên cấp chắc rồi. Mấy cái này mát luôn rồi. Một đống kêu. Ê, khi chơi Minecraft nó có cái gì đó die die you die hả? À, cái đó là do người ta gắn vô thêm đó mà. Well. 64. Chúng ta sắp đi chơi tiếp được rồi. Nổ banh sát mấy anh kia luôn. Đây là cái build đánh bom tự sát đó các bạn. Build đó là đánh bom tự sát đó. Bum 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 bum. Lết rớt kìa. Hay quá. Nãy giờ chờ có cái lết rớt thôi à. Mà mấy con đệ của mình đang đánh mấy anh này. Thôi mình xáo. Ow 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 ow. 65 rồi, 5 cấp nữa. Cố gắng lên. Chúng ta đầu tư chút thời gian, bây giờ chúng ta sướng không? Anh còn yếu hơn mấy con xương nữa. Thấp nạp 3 triệu. Thấp nạp kiểu đó chịu không nổi. Lên được 4 triệu. 65. Xử đi. Đó, sao sao. Hài quá. Và 60, sắp 67 rồi. Nói chung là chúng ta có bộ đồ tăng kinh nghiệm nên đi nhanh lắm. Mấy cấp cuối nó hơi chậm hơn mấy cấp đầu một chút xíu. Các bạn thấy cái thông báo này nó còn cập nhật không kịp không? Đã biết rồi đó. Chạy tiếp đi. Hết Akarat Champion rồi hả?
Thôi mình sáu mà đâu có vấn đề gì. Đó, gớm chưa. Sáu bảy ba cấp nữa. Paragon mình đúng 800 luôn. Paragon người ta là 850. Hay thiệt. Rút xương nó. Đánh mù nó. Sáu tám. Sắp quay lại đi rip tiếp rồi đó. Quan trọng là cái có land up the dead rồi kìa. Cái đó là cái curse khiến cho tụi nó đi chậm. 69. Sắp 70 rồi. Cảm ơn nhiều luôn. Các bạn thấy cái ống kinh nghiệm không? Nó bay vèo vèo luôn. Chúng ta đi Thorment 6. Và hả? Nhanh lên. Còn chút xíu nữa. Xuống tầng dưới hả? Không có. The final service. Một cấp nữa thôi. Chắc chắn là lên rồi. Rồi. Yeah. Thank you. Rồi. Xài đồ 70. Chúng ta không có đồ Pestilence hả? Vậy thôi. Dante Biden đổi lên liền. Ghê chưa. Poltergeist. Rồi giờ mấy cái này đúng không? Iron Rose Flare hả? Nó quăng ra chi vậy? Flare of the Ancient the Ascend hả? Ascended. Chẳng cần thiết đâu. Giờ này nó còn đang thông báo chúng ta lên cấp ở dưới thấp nữa kìa. Hài ghê chưa. You have access to a one. Là level gì mới đã chứ. Rồi người ta chơi set gì đây? Giờ tháo bộ này xuống được rồi đó. Tại vì nó không còn ích lợi gì nữa hết á. Cấp độ này mà bận đồ này là nó đập cho chết luôn. Cái đồ này chỉ để dành thôi.
Đi mua đồ. Ta có 1200 lít sát để mua đồ. Dài. Trigo. Bỏ bớt đi. Để khoan, mình bận được cái gì thì mình bận lên cho nó có set item cho nó lên coi. Bận tùm lum hết trơn. Ta tháo cái này xuống, tháo cái này xuống. Toàn đồ cấp độ 1 không ấy nha. Ta sẽ có lost time tốt hơn. Rồi cái này chưa được. Trigger. Xài cái này đi. Đây cũng là trigger. Inarus Anson. Wow. Oh, dữ ta. Inarus Anson luôn. Dữ. Ê khoan, cancel cái đi. Chúng ta cần là đồ Pestilence cơ. Còn bộ này chưa cần lắm. Sao ta chắc phải qua con Demon Hunter tiếp. Bây giờ bộ này chưa đủ set. Mới có 2 món, 3 món. Dainty Biden Trigo này là được rồi nè. Cái này cũng ok. Sát thương 200.000. Mặc dù là chưa bận đủ set item. Giờ đi kiếm đồ coi. Upgrade rare item. Kiếm đồ legendary coi. Gì đây? Không phải. Kiếm set item legendary. Tiếp tục. Thêm một đôi dài nữa. Bùm. Ba đôi rồi đó nha. Bốn đôi luôn. Đừng có giỡn tôi chứ. Và năm đôi luôn. Cứ như đùa. Ơ ra đôi khác. Nửa ta hoài vậy. Inarus. Chàng ơi, giờ này cho Inarus như không. Priner hả? Priner à, cũng được. Blackthorn. Blackthorn là cái đồ dởm. Lại Inarus. Tốt. Chúng ta sắp có chọn bộ Inarus luôn rồi đó. Xoay tiếp. Rút cái này ra. Bỏ vô tiếp. Pestilence. Tuyệt vời. Một trong những thứ mình đang tìm đó. Inarus. Tốt. Có Inarus là ngon rồi đó. Rồi phần còn lại dục hết. Mấy cái đôi này là chúng ta có nhiều rồi. Không cần giữ lại. Mặc dù nó là Ancient Legendary thì cũng đem bỏ như nhau thôi. Priner với Steward hả? Sau khi chúng ta sử dụng cái đó 91%. Cái đôi nào tốt hơn? Bone Spear, Skeletal Mage. Mình sẽ ép một đôi. Bang. À quên, còn hai đôi Blackthorn nữa. Bỏ luôn. Không cần thiết sử dụng mấy đôi dài đó. À, chúng ta sẽ fill cái này một cái. Reiner. Convert set item đâu. Bỏ vô. Cái tai Inarus. Đây là tai Ratma. Tuyệt vời. Tiếp tục. Lại là cái tai. Khoan, coi tai nào mạnh hơn. Tai này với tai này. 600, 700. Vậy lấy tai này đi.
tại nó hơi yếu hơn chút xíu. Được đôi dài. Bỏ vô tiếp. Được cái quần đùi Inarus. Chúng ta có Inarus quần đùi chưa? Đây là Ratma. Đây là đồ Ratma. Inarus. Lấy cái này xuống. Đôi giày Inarus, quần đùi Inarus, cái nón này. Và còn hai món đúng không? Treasure đó là sẽ để ở đó. Vậy còn cái áo Inarus nữa là xong. 1, 2, 3, 4. Cái áo với cái nón Inarus. Convert set item. Anh Thiên nghĩ gì về tiếng Việt? Anh Thiên thấy tiếng Việt của chúng ta sử dụng được rồi, không cần đổi gì nữa đâu. Đổi nó tùm lum lắm. Wow, 49 mấy. Nhưng mà nó lại tăng armor hả? Thôi thì cũng cứ đổi đi, nó không phải là ancient. 46 mấy. Lại quay về cái quần. Đổi đôi dài thử coi. 484. Not quite. 726. Critical hit chance attack speed. Ồ, tai ngon ta. 10% luôn. Accept. Tài ngon. Mình sẽ xoay tới khi nào mình có đủ trọn bộ Inarus. Cái áo Inarus kìa. Giờ còn cái nón Inarus nữa là xong. Cái tài Inarus. Tài này không bằng tài nãy đâu. Yeah, được cái nón Inarus luôn rồi. Xếp à, chỉnh sửa bản này lại. Renew Royal Render đâu. Tiếp tục. Relina. Ta có cái cây đó đúng không ta? Sign of the Cycle. Không phải. Mấy cái này chúng ta ép hết nè. Trigger chúng ta để lại. Cái này có một cái dư để đó. Khoan, cất cái Inarus vô. Và bấm vào đây. Mở cái này lên, chặt cái này vô. Bây giờ mình sẽ làm lại cái lazy build lần trước. Mình cho các bạn coi. Đúng là lazy build. Nhưng mà nó còn thiếu nhiều thứ lắm. Chúng ta có Dante Biden là cũng tốt rồi nè. Cái nhẫn này chúng ta sẽ phải tháo xuống. Rồi đầu tiên là ta sẽ có cup là cái gì? Relina đúng không? Rồi Killa Surat đúng không? Hoặc là Frostburn. Frostburn đi. Relina thì chúng ta chưa có cái cây sai đó. Bắt buộc chúng ta phải đi rip. Khó à nha. Giờ mình sẽ cần phải có Aura Blood Rush Potency Frailty Bond Spirit chứ. Bond Spirit hả? Born Spirit Possession. Devour. Cannibalize. Hai cái Curse. Một Curse. Curse này là Opportunities. 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 Chàng ơi, đập tầm bậy. Opportunities. Aura of Felity. Born Armor. Harvest of Anguish. Stand Along. Tiếp tục. Final Service.
Tiếp tục Overwhelming Action. Còn một cái nữa là Dark Gripping. Lazy Storm Bill. Luna vị trí nào ta? Cuối hả? Ta sẽ có bộ Pestilence ở trên đi. Rồi. Lazy Storm Bill. Dùi qua. Lại có Lazy Storm nữa rồi. Giờ ta sẽ bỏ cái này vào đây. Bỏ cái nhẫn vào luôn. Chúng ta sẽ bán cái này đi. Dẹp nó đi. Cất cái này vào. Mình sẽ lấy bình thuốc. Khi bấm chúng ta có thể đi xuyên được mấy bức tường của mấy con quái nó dựng lên. Ta sẽ có follower là Templar đi. Templar. Thì nó có cái kiếm này. Templar cưng, lại đây. Bỏ đi, cưng xài đồ gì dởm quá vậy. Xài này nè. Cho nó xài đồ này nó mới xịn. Rồi hai nó luôn. Qua đây. Thorn. Hồi máu hả? Hồi máu đi. Rồi enemy. Không cần. Nói chung thằng này siêu búp. Tuôn lại. Và Guardian nó sẽ bay lại cứu mình. Không gắn nón vào luôn. Bởi vì mình đang xài cái nhẫn này. Nó sẽ giảm bớt số lượng set item đi một cái. Mà chúng ta vẫn có được đầy đủ. Nè. Nó vẫn xanh luôn cái dòng thứ 6 á. Bone armor gì đó. Nó xanh lên luôn là được. Không cần thiết phải lo lắng làm gì. Critical chance. Reduce cooldown on skill hả? Cái này xài đỡ thôi. The compass rose. Cũng xài đỡ thôi. Thông minh 6 đi nổi không ta? Tại build này chưa có hoàn thiện. Còn nhiều thứ chúng ta phải kiếm thêm lắm. Đi thử coi. Build này là cái build sung sướng lắm. Không cần phải làm gì hết trơn hết á. Khoan. Chỉ việc chạy vòng vòng thôi. Và ta sẽ có cái này hả ta? Cái này vô đây. Để tăng tốc độ di chuyển. Đi. Coi thử coi. Tình hình như thế nào. Và khoan, còn một thứ nữa cần phải chỉnh. Đâu rồi. Ấm coi. Đó, phải vậy chứ. Lazy Storm Build là phải vậy chứ. Mặc dù chưa hoàn thiện. Đó. Đó, thấy chưa. À khoan, còn một thứ nữa chúng ta nên làm luôn. Mà để mình hạ gục mấy con quái ở đây đã. Tốc độ thì cũng ok, nhưng mà chưa thật sự tốt. Chưa phải là cái tốc độ vốn có của chúng ta. Giờ mình sẽ gắn thêm một cái nhẫn vô nữa. Tại mình có dư nhẫn Average Band Ancient hả ta? Cái này chúng ta phải run lại chứ, quên mất. Chúng ta sẽ phải run lại. Nếu mà run cái này không run được nhẫn rồi. Đập lỗ vô luôn. Khổ. Cần gì tiết kiệm vậy. Và Poison Toxic. Nó sẽ xài ngọc gì? Band of Stricken, Band of Trap, Band Enhancer. Band Enhancer. Lấy cái này đi. Kha Lăng. Giờ đập lỗ vô đây. Chỉ... À, quên mất cái vụ đó. Nó chỉ cho xài trong cái đó thôi.
Thôi, vậy thì ta sẽ ưu tiên cái nhẫn có lỗ đi. Chúng ta sẽ lấy cái nhẫn có lỗ. Nhẫn này không có lỗ, không xài được. 4, 2, 1. Hai cái như nhau. Pen Enhancer. Run lại. Cái này trở thành Intelligent. 500 Intel luôn. Mát. Mát không? 600 Vitality. Sao phải thay LED không vậy ta? 594 mát chưa? 650 mới mát. Thằng này cũng vậy đúng không? Thằng này là 500 à? Tại vì đồ này là đồ Ancient. 650 luôn kìa. Rồi thôi, cảm ơn luôn. Tuyệt vời. Máu 400.000, sát thương bao nhiêu? Gần 300.000. Đây, chúng ta sẽ đi và ra đây. Bon Armor một cái, chỉ cần mình lụm tiền lên thêm. Các bạn thấy cái dòng không? Cái dòng nó bắt đầu nó bự hơn nữa rồi đó. Sẽ giúp cho chúng đó cái dòng kìa, cái dòng lụm đồ á, nó càng ngày nó càng bự thì cái curse chúng ta đang làm ra nó càng lúc nó càng lớn. Coi như là gần như toàn màn hình luôn. Mấy cưng này có lao vô là cũng chỉ có chết thôi chứ làm gì. Và trong mình có một cái ngọc ở đây, nếu chúng ta lụm tiền thì chúng ta được tăng tốc độ. Rồi đi tiếp, nhưng mà phải lụm tiền mới được nha, hãy nhớ là giữ vững việc lụm tiền. Lết rớt ra, quên mất chạy ra được mà, chết nhé cưng. 650 đó là Vitality hả? À kệ, không sao đâu. Tại vì cái này nó cũng không có cần nhiều gì đó, Intelligence làm gì. Không có nhiều cũng không sao. Và quan trọng là chúng ta đi kiếm thêm đồ là được. Không qua được. Build trục lợi. Thấy cái dòng màu tím tím không? Cái dòng đó là cái dòng mà khả năng lụm đồ của mình á. Đồng thời á, những cái curse này nó cũng phụ thuộc vào cái khả năng lụm đồ. Cái tầm lụm càng cao thì cái curse nó càng lớn. Curse nó càng lớn thì chúng ta gây được nhiều sát thương cho nhiều nhân, nhiều con quái hơn. Sướng. Thò mình xạo. Chạy qua chạy lại, có quái nó chết. Build này không vui hả? Build này gọi là lazy là vậy á. Quá làm biến luôn mà. Vô đây đứng cho nó chết cái coi. Cái này là chưa có đủ đồ đó nha. Có đủ đồ nó còn khác nữa. Nó sẽ còn chết nhanh hơn nữa. Give it more time. Give it more time. You will make a fine call. Bắc bắc bắc. Đây rồi. Chạy tới chạy lùi. Mà cái build này chỉ dành cho đi bounty nè, đi rift và những thứ khác thôi. Còn đi raider rift thì nó đi không được. Nó không đủ sức. Với lại trong raider rift nó cũng chẳng có rớt tiền nữa. Chúng ta đâu có lụm tiền được đâu. Còn đó mà kháng nữa hả? Kháng cái gì? Dùng đam một mục tiêu có lẻ hay không? Lẻ hay không là tùy thuộc vào đồ của bạn nữa. Với lại mình build cái này chưa phải là cái giống với lại cái đề xuất. Vậy, cái nón. Chúng ta có thể đi farm Thorman 6 được.
Mà ví dụ như Rift Guardian thò mình 6 đó nha. Ghê chưa. Còn mấy cưng này hài chưa. Có cái món này là gì đây? Đồ của Wizard hả? Smack up Scarlet Death. Scarlet. Ây khoan. Ép luôn. Sóc đàm. Rồi xong nhé. Tuyệt vời. Một cái build thật là sung sướng. Tội gì mà không chơi. Đúng không? Chúng ta sẽ thử đi Greater Rift coi. Với mớ độ này thì đi Greater Rift không cao đâu. Mình biết. Mình sẽ đi vừa phải thôi. Và không có empower nó lên. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng... Nãy giờ chúng ta đi Thorman 6 đúng không? Là 25. Chúng ta đi thử Thorman 7 là 30 coi. Con quái nó có chết nhanh tới mức độ đó hay không? Đầu tiên bật Bon Amor lên. Hơi chậm. Cũng chết nhưng hơi chậm. Vui quá. Vui quá đi. Quá dữ. Kinh thật. Trong này thì không có tiền, cho nên chúng ta không mở rộng cái dòng đó ra được. Giờ chúng ta sẽ phải chịu khó đi cái rip nào mà nó dễ dễ một chút. Để chúng ta kiếm đồ cho con Necromancer. Hoặc là mình sẽ phải đi con Demon Hunter á. Để chúng ta kiếm thêm Blood Shark giống như hồi nãy mình mua á. Để mình có được nguyên bộ đồ này nè. Khi nghe câu nói huyền thoại. Câu nói huyền thoại là gì? Lazy Bill. Này build đúng chất lazy luôn. Nó lại chơi cannibalize để hồi máu ha. Bắt bắt bắt. Rút xương một cái, cả đám cùng chết. Không nhảy qua được. Còn nói tóm lại mới sợ. Cái gì đâu mà sợ. Thiệt. Có chuyện gì đâu mà sợ đúng không? Chúng ta đang đi với tốc độ cũng tốt lắm á nha. Mặc dù là mình còn nhiều chỗ mình chưa bận cái gì hết trơn rồi các bạn thấy không? À nãy đeo cái Nemesis vô được rồi ta. Mình có cái Nemesis mà không đeo vô thiệt tình. Ghê. Greater Rift mà đi được kiểu này nó mới giữ. Không biết là đi được Thorman 10 không. Lát nữa chúng ta sẽ đi xong cái này chúng ta ra thử Thorman 10. Còn một em ở đây. Dịch chuyển qua. Rút xương nó. Vô trọng rút xương tụi nó. Là nó chết rồi. Nó chịu đâu có nổi. Chúng ta ăn xác để cho sử dụng được cái Bone Spirit.
Đã chưa? Nó đùa tôi à? Câu nói huyền thoại. Nó đã gắn liền với bao nhiêu thế hệ rồi. Chúng ta quăng cái Bone Spirit vô mặt cái con kia và bệnh rút xương nó một cái cho nó chết đi cho rồi. Rút xương một cái nó chết ngắt luôn kìa, ghê không? Chỉ mới là chiêu rút xương thôi đó nha, chưa phải quăng Bone Spirit. Bone Spirit là cái chiêu này nè, quăng ra cái con ma đó bye bye đó, nó đụng tới con kia. Rift Guardian has arrived. Vừa quăng cái Bone Spirit ra thôi nó chết ngắt luôn. Noel này anh có đi chơi hay không? Noel này cũng chưa biết. Ta không chết. Đây là viên ngọc mà cái build này nó cần. Có cái dây chuyền nào có lỗ không ta? The East of Johan hả? Cái đó cũng có lý à nha. Dây chuyền này nhưng mà phải run lại hết. Chắc run lại cái Convention of Element một cái. Vitality 8650, Vitality mới giữ 580 mình theo Legion. 560, 580, 644 Vitality. Intelligence 650. Không có rồi. Thôi thôi. Noel thì các bạn phải tặng quà cho mình chứ, tại sao mình lại phải tặng quà cho các bạn? Bởi vì một năm mình lúc nào cũng còng lưng ra ngồi làm video cho mọi người cùng coi mà ai cũng đòi quà hết trơn. Chết rồi. Ta sẽ kiếm đôi giày nữa coi. Nếu nó có đôi giày mà chúng ta cần thì không sao. Còn đôi giày chúng ta không cần thì chúng ta sẽ đem qua đây. Không phải. Upgrade rare item. Trigo. Không cần thiết. Stream thời gian đẹp là sao? Mấy giờ là thời... Ôi, Ron đẹp luôn. Nhưng mà phần dưới Bone Spear hả? Bone Spear chúng ta có thể đổi lại, đổi thành Cup Lens là tuyệt vời luôn. Ấy. Briner. Tốt nhất là cho tôi bộ Pestilence càng sớm càng tốt. Blackthorn. Stream nửa đêm hả? Có stream nửa đêm không? Sao mình không nhớ ta? Và chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi, cái này, cái này. Có cái dài Pestilence tuyệt vời quá ta. Chúng ta sẽ có được bộ Pestilence. Đây là bộ Trigo. Có mấy món rồi nè. Đôi giày này Ancient. Đôi giày kia sao bằng. Cái size này chúng ta ép vô luôn đi. Rồi đó là cây này. Secondary skill. Xài Ingenium hả? Hay Furnace cũng được.
Có hả? Sao không nhớ ta? Rồi, đi run lại cái này cái. Đây là Nemesis. Run cái này thành deck, từ deck thành White Intelligence. 500 Intelligence, 479 Intelligence. Ok. Nếu có được ngọc vàng nữa thì càng tốt. Ta có bao nhiêu viên ngọc vàng? 126 viên. Two years ago. Chẳng còn nhớ cũng hay á. Mình không thể nào nhớ nổi two years ago đâu. Chúng ta sẽ cần có viên ngọc vàng để tăng Intel. Flawless này 45 viên hả? Vậy này chế tạo thêm 20 viên. Bốn mươi lăm viên, 15. Lúc đó sát thương chúng ta sẽ tăng lên nữa. 5 viên. Đây là 400.000. Hồi nãy giờ chúng ta đi ha hả? Ở sao? À không, hồi nãy chúng ta đi bạc ti. Thomin 10 trước đi. Cứ thử Thomin 10. Không cần gấp. Đi Thomin cao quá. Nó quánh cho chết. Bể đầu đó. Bắt đầu. Vô trong này chúng ta chỉ cần bật Bon Amor lên trước. Hơi chậm một chút nhưng mà vẫn đi được. Mấy cưng này coi nó rút máu ít quá vậy. Rồi, đi tới luôn. Có được cái quân đôi. Dở ẹt. Ra đây mấy đứa. Thor Minh 10 nè. Oh yeah. Sung sướng cuộc đời. Đi thôi. Sao gọi là trục lợi được? Không có gì gọi là trục lợi hết. Goblin. Goblin nè. One shot Goblin luôn. Gớm. Vậy thì Thorin 13 chắc đi được rồi đó. Thorin 10 không lãi gì hết trơn hết á. Oh yeah. Mấy đứa này phục kích hả? Dám chơi phục kích hả? Này thì phục kích. Chết ngắt chưa đó mà phục kích. Đánh mấy con boss thì hơi chậm một chút. Đốt cái cây kiếm triệu view. Cây gì kiếm được triệu view chỉ coi. Năm ngoái đốt cái cây kiếm triệu view mà không thấy triệu view đâu hết trơn hết á. Chúng ta được tăng tốc độ khi lượm tiền. Vui quá. Giờ không cần phải bấm chuột nữa, chỉ việc đứng yên là xong. Quái tự động nó lăn ra nó chết. Mẹ con cái con đó nó chơi cái vòng đó, cho nó một phát nó chết đi cho rồi. Blackthorn hả?
Cái cây có đốt được đâu mà được triệu view. Cái cây đó chúng ta bắn nát cây ra luôn à. Đây. Ơi. Ghê quá. Thả cho cưng con ma nè. Rút xương cưng cái nữa. Thả cho thêm con ma nè. Thôi là có cái final service nó không chết ngắt rồi. Cái này chúng ta nên đi bạc ti. Tại vì mình chạy cũng tốc độ lắm. Mình không có cần phải làm gì hết trơn hết á. Bạc ti họ quánh á, thì nó sẽ giúp chúng ta một phần. Chúng ta đi được nửa bình của cái rip này rồi. Cho tôi qua coi. Khó khăn vậy. Căng thẳng. Rút sư. Cẩn thận nào. Đau quá nha. Oh yeah. Lazy Storm Bill. Vui quá đi. Mấy anh kia nó dùng dao nó chặt mình. Trong khi nó đứng ở trong này thì hả, chúng ta sẽ tiếp tục gây sát thương vào mặt nó. Rút máu cũng hơi chậm. Bấm một cái chết ngắt. Coi chúng ta dịch chuyển xuống dưới luôn này nha. Quá nhanh. Tiếp tục. Nemesis liền. Ao cho tôi qua. Ring hả? Bell hả? Bell của thằng này là chỉ có cái kia thôi. Nó nổ ghê quá. Có con goblin bởi vậy nãy nghe goblin mà không biết ở đâu. Này thì goblin. Hiệu này chỉ cần đứng ngắm mấy anh quái đẹp trai chết dần. Build này là một cái bước đệm thôi. Tại vì cái build này á, thực chất á, được làm ra cũng chỉ giống như là chúng ta cần đi farm những cái Crater Rift Key á, một cách nhanh nhất mà không có cần phải động tay động chân á, thì bạn có thể sử dụng cái này cho nó gọn. Chúng ta thấy Demon Hunter đi bắn 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 mệt không? Đâu cần gì đâu. Này chỉ việc
đi ngang thôi, nó chết. Mà mình phải có đủ đồ kìa, với lại ngọc legendary này nè, nó phải cao hơn nữa. Tụi nó còn chết lẹ hơn dữ nữa. Quăng cái cục đó cho nó mau chết coi. Để nó lâu chết quá. Có người cạnh tranh với nó đó. Chết mà cũng cạnh tranh nhau dữ lắm đó. Wow, đông quá nha. Cắn nhau đi. Quái đông quá vậy. Thấy đông ghê chưa? Mình sẽ quăng Ball Spirit ra cho tụi nó chết bớt. Chứ để như vậy nguy hiểm. Xém chết. Đang lo coi bình luận. Phù. Quá đã. Có đôi dài là được. Such a brave soul. That will look nice. I cannot afford that. Don't be shy. The blood runs true within you. Bấm. Ấy. Bấm. Cố gắng lên. Hy vọng được bộ Pestilence. Ratma. Một cái chân rát ma Blackthorn. Trigger cũng được, nhưng mà mình cần Pestilence hơn. Trigger nữa kìa. Ôi, ba cái Trigger luôn. Bo tài. Giờ chúng ta sẽ lấy cái đồ này cất đi. Trigger đâu? Ta có một bộ Trigger và có Ratma Inarus ở đây. Cố gắng qua khỏi thời học sinh đi rồi thấy nó khỏe. Ngồi ở đó nói hoài. Bạn phải qua được thì bạn mới thấy nó khỏe. Nãy giờ chúng ta quên trang bị cho thằng kia ta. The Isabzohan Bunkathot. Nó đeo đồ xịn hơn mình nữa đó. Rồi còn gì nữa đâu. Ta còn cái dây chuyền đâu. Có dây chuyền này thôi à. Dây chuyền này kháng độc. Cũng được đeo đỡ. Có còn hơn không. Nó còn cái khiên chưa có. Ta bỏ cái này đi, bỏ cái này đi, bỏ cái này đi. Bỏ cái này luôn, bỏ cái này luôn. Ta đang có những thứ này. Cố gắng thì chúng ta sẽ được bộ Trigger luôn. Convert set item. Bang, cải tài. Giữ. Rút cái tài xuống. Bỏ cái chân vô. Bang, cái vai. Cách này nhanh chứ bộ. Được thêm một cái vai nữa. Regeneration cup lens 497. Chắc là chúng ta sẽ bấm cái này cho rồi. 447. Nó lại đổi thành cái chân. 439. 453. Cái này ngon hơn. Được cái nón Trigger rồi kìa.
còn cái áo thôi. Lại thêm một cái nón nữa. Fatality. Thôi, không chơi. Oh yeah, ta được cái nón luôn. 427, 439, 494, 479, 11%. Rồi, được rồi. Vậy là bộ Trigo đã có sướng nha. Dục cái đó đi. Ta sẽ đổi bộ này xuống. Ta đổi cái này lên luôn. Đây là cái bộ đồ màu đỏ. Nghỉ rồi đó. Xong rồi. Chúng ta kiếm được bộ Trigo rồi nè. Đủ rồi. Nghỉ. Quá dữ. Ngày hôm nay chúng ta đã chơi được Necromancer rồi đó. Đã hen. Và chúng ta sẽ còn nhiều việc phải làm đối với Necromancer lắm. Mình cần kiếm bộ Pestilence để chúng ta có khả năng gánh team nữa chứ. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng chương trình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Và chúc các bạn ngủ ngon nhé. Bye bye.